Và anh Tuyết có một cái đặc tính, có một cái cá tính là ai mà rủ nhau đi ngược thì anh Tuyết một mình sẽ đi xuôi, mà ai rủ nhau đi xuôi thì anh Tuyết cứ một mình đi ngược. Bởi vì sao? Chỉ có anh Tuyết phải chọn như vậy, bởi vì mình phải lượng vào sức của mình và khả năng của mình. Mình chỉ có như vậy thì mình mới thấy được mình mới cảm nhận được mình đủ được, và khán giả mới có thể nhìn thấy mình được. Và cho đến bây giờ thì anh Tuyết hay nói đùa câu là bây giờ không làm ca sĩ nữa mà làm ca lẻ thôi. Và bây giờ thì chỉ có thỉnh thoảng anh Tuyết nếu mà cái chương trình nào đó mà anh Tuyết thích thì anh Tuyết tham gia, hay là mình thiện cảm lắm thì mình tham gia. Bây giờ thì anh Tuyết về với Hội An. Ở Hội An thì cuộc sống nhẹ nhàng, êm đềm, cứ như vậy mà thon thả sống. Rồi là thích làm gì làm. Cuộc sống hiện tại của anh Tuyết thì nó cũng đơn giản thôi thưa quý vị. Xung quanh anh Tuyết quý vị thấy là một màu xanh xanh và chấm thêm vàng vàng ở đâu đó không biết nữa. Và anh Tuyết vui với điều này. Anh Tuyết bây giờ về đây giống như một người làm nông, trồng rau. Hai vợ chồng thì đâu có ăn được mấy đâu, nhưng mà cũng trồng rồi xong rồi ăn không hết, ăn không thể nào hết nổi thì lại trồng đêm hái đi cho người này cho người kia và cho nó vui. Rồi nuôi gà, nuôi mấy em thân thiện, mấy em cún, rồi một em heo mà bự lắm, dài cả 1m7 lắm, bự và cao chừng 80-90 gì đó, và nhưng mà nó rất là ngoan, dễ thương lắm. Nuôi một hồi thấy thương lắm, cưng lắm, và nó rất là ngoan. Và rồi nuôi rất là nhiều em gà ở đằng sau nữa, mấy em mèo nữa. Đó, cuộc sống của anh Tuyết bây giờ là như vậy. Nói không nghe phải không? Đứa nào không nghe? Cứ tưởng không phèo gì hết trơn á. Thôi được rồi nha. Ok. Tất nhiên là cái sức khỏe của anh Tuyết nó cũng hạn chế thôi, bởi vì anh Tuyết đau và mổ nhiều lần. Và nhưng mà anh Tuyết rất là lạc quan. May trời cho anh Tuyết cái tính lạc quan, và anh Tuyết chấp nhận cái điều đó. Cứ hãy kệ nó, cứ như thế mà sống thôi. Sống bình thường mà cứ sống theo cái sở thích của mình, sống theo cái tâm tính của mình như thế nào thì mình sống như vậy đi. Mình sẽ có một cái kế hoạch, tức là anh Tuyết sẽ làm một cái phòng hòa nhạc nhỏ nhỏ cho mình thôi, để lâu lâu mình gặp bạn bè, gặp những người khán giả mà yêu thương mình đó. Rồi là anh Tuyết dồn sức vào trong cái việc ra những album ca khúc mới. Nói mới thì cũng phải mới, nhưng mà mới với chính mình. Những album, những ca khúc nào mà anh Tuyết chưa hát thì anh Tuyết sẽ cố gắng hát và để lại, ít nhất thì cũng ít nhiều tiếng hát của mình để lại cho đời và để lại cho những khán giả yêu thương mình vậy thôi.